Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức thời sự 24 giờ của chúng tôi. Ngay sau đây là những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật trong 24 giờ qua. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, trong chương trình bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây. Tử tù bị truy nã Nguyễn Kim An vượt ngục tại trại giam Chí Hòa mắc COVID-19 đã bị bắt. Bắt nguyên giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Hằng để điều tra hành vi thông đồng với nhà thầu trong việc mua sắm thiết bị giáo dục lớp 1. Các tỉnh phía Nam nâng cao cảnh giác, sẵn sàng tình huống xấu hơn. Trên đây là toàn bộ phần điểm tin, ngay sau đây là phần tin chi tiết. Tử tù bị truy nã Nguyễn Kim An vượt ngục tại trại giam Chí Hòa mắc COVID-19 đã bị bắt. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt tử tù bị truy nã Nguyễn Kim An trong khi An đang lẩn trốn tại phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức. Khoảng 1 giờ sáng ngày 16 tháng 7, Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Kim An trong khi An đang lẩn trốn tại phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức và đưa về trại giam Chí Hòa để xử lý. Ngày 15 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Kim An để điều tra về tội trốn khỏi nơi giam giữ quy định tại điều 386 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Kim An. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Trước đó, ngày 15 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định truy nã bị can Nguyễn Kim An về tội trốn khỏi nơi giam giữ. Nguyễn Kim An là một tội phạm đã ra tay với Lưu Vĩnh Đạt, ngụ quận Bình Tân vào đêm ngày 26 tháng 2 năm 2014. An và Đạt là bạn học tại Trung tâm Công nghệ và Nội dung số VTC, quận Tân Bình. Do biết Đạt có tài sản nên An đã nảy sinh ý định hai bạn để cướp của bán tiền tiêu xài. Tối ngày 26 tháng 2 năm 2014, An gọi Đạt đến nhà trọ trên đường Cộng Hòa, quận Tân Bình để bàn chuyện học. Tại đây, An đã pha 6 viên thuốc ngủ vào nước cho Đạt uống khiến Đạt mê man. Đến tối, An bỏ Đạt vào trong bao tải rồi lấy xe máy của bạn chở ra cầu Phú Mỹ, quận 7 bỏ xuống sông. Sau đó, An mang xe gửi tại một bãi xe trên đường Thăng Long, quận Tân Bình rồi liên tục nhắn tin cho gia đình của Đạt đe dọa, đòi 500 triệu đồng tiền chuộc. Tối ngày 4 tháng 3 năm 2014, bảo vệ cảng Tân Thuận 2, quận 7 đã phát hiện thi thể của một học sinh trong bao tải tấp vào bờ, trên cổ có đeo dây chuyền hình bằng cẩm thạch. Từ những đặc điểm này, gia đình Đạt đã đến nhận người về mai táng. Đến ngày 11 tháng 3 năm 2014, công an bắt khẩn cấp Nguyễn Kim An khi đang lẩn trốn tại một phòng trọ. Giữa năm 2015, An bị Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên án tử hình. Sự phúc thẩm, Tòa án Nhân dân cấp cao tuyên phạt y án. Tử tù Nguyễn Kim An đã làm gì và ở đâu sau khi trốn khỏi Chí Hòa? Một nguồn tin cho biết sau khi trốn khỏi trại giam Chí Hòa, An đã ẩn náu tại một góc trên đường Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức. Thời điểm này, có người chạy xe ôm đi ngang qua thấy có người ăn xin đang ngủ ở lề đường nên đến cho người này 10.000 đồng. Lúc này, An từ trong bóng tối chui ra nói người chạy xe ôm trở về bến xe Miền Đông và quận Tân Bình. Người chạy xe ôm từ chối vì đường quá xa và ở nhà còn hai đứa con không người trông. Sau khi năn nỉ không được, An xin bác xe ôm cho về phòng trọ ngủ nhờ vì giờ không biết đi đâu. Bác xe ôm thương người liền đồng ý cho An lên xe mà không hề hay biết là tội phạm hình sự cực kỳ nghiêm trọng, đang bị truy nã rất đặc biệt. An được bác xe ôm tốt bụng cho ở chung phòng với hai người con tại một phòng trọ trên địa bàn phường Hiệp Bình Phước. Khi về tới phòng trọ của bác xe ôm, An liên tục có biểu hiện khác thường như lén lút nghe điện thoại. Bác xe ôm hỏi thì An chỉ nói người nhà đang gọi điện hỏi thăm sức khỏe vì dịch COVID-19 không biết làm gì. Khoảng 0 giờ ngày 16 tháng 7, An nói bác xe ôm mở cửa phòng trọ để ra quốc lộ 1, thành phố Thủ Đức gặp bạn. Bác xe ôm không biết chuyện, liền đi mở cửa phòng trọ cho An. Trước khi An rời khỏi phòng, còn được bác xe ôm cho ít tiền để phòng thân. An rời phòng trọ ra quốc lộ 1 để chờ đồng bọn đến thì bị trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ. Bắt nguyên giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, Phạm Thị Hằng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hàng loạt lãnh đạo, cán bộ thuộc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thanh Hóa để điều tra hành vi thông đồng với nhà thầu trong việc mua sắm thiết bị giáo dục lớp 1. Chiều tối 16 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thanh Hóa và một số đơn vị liên quan, đồng thời tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh bắt tạm giam đối với 7 bị can có liên quan.
Trong số các bị can này có bà Phạm Thị Hằng, nguyên giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, hiện là phó ban tuyên giáo tỉnh ủy Thanh Hóa; Trịnh Hữu Nghĩa, trưởng phòng kế hoạch tài chính thuộc Sở Giáo dục Đào tạo Thanh Hóa; Nguyễn Văn Phụng, phó phòng kế hoạch tài chính thuộc Sở Giáo dục Đào tạo Thanh Hóa; Bùi Trí Đức, chuyên viên kế hoạch tài chính thuộc Sở Giáo dục Đào tạo Thanh Hóa; Nguyễn Quốc Việt, thẩm định viên công ty cổ phần thẩm định giá BTC Value; Lê Thế Sơn, giám đốc công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Thanh Hóa; Vũ Thị Ninh, kế toán trưởng công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Thanh Hóa. Ngoài ra, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng khởi tố bị can cho tại ngoại và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai người khác là Lê Văn Cương, nguyên trưởng phòng kế hoạch tài chính thuộc Sở Giáo dục Đào tạo Thanh Hóa, và Hồ Thị Sáu, giám đốc khối thẩm định thuộc công ty cổ phần thẩm định giá BTC Value. Bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định bị can Phạm Thị Hằng đã chỉ đạo cho cán bộ cấp dưới thông đồng với công ty cổ phần thẩm định giá BTC Value và nhà thầu là công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Thanh Hóa để nhà thầu này trúng hai gói thầu cung cấp đồ dùng học tập giảng dạy lớp 1 năm học 2020-2021, gây thiệt hại cho nhà nước. Khoảng 19 giờ ngày 16 tháng 7, rất nhiều người mặc cảnh phục công an xuất hiện tại nhà riêng của bà Phạm Thị Hằng ở số 14 đường Phó Đức Chính, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa để thực hiện việc khám nhà. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã gửi văn bản gửi Văn phòng Đăng ký Đất đai Thanh Hóa về việc tra soát tài sản nhà đất và không thực hiện thủ tục về tài sản nhà đất của các cá nhân là lãnh đạo, cán bộ thuộc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thanh Hóa. Trong số này có bà Phạm Thị Hằng và nhiều cán bộ tại Phòng Tài chính Kế hoạch thuộc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thanh Hóa. Bà Phạm Thị Hằng là Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Thanh Hóa từ năm 2012 cho đến tháng 11 năm 2020. Đến ngày 4 tháng 12 năm 2020, bà Hằng được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ là Phó trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy Thanh Hóa. Tuy nhiên, từ hồi đầu tháng 6 năm 2021, bà Phạm Thị Hằng đã xin tạm nghỉ việc để làm việc với cơ quan chức năng liên quan đến trách nhiệm khi còn làm Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Thanh Hóa. Tháng 4 năm 2021, Bộ Giáo dục Đào tạo đã công bố quyết định thanh tra chức năng quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2019-2020, nhưng đến nay chưa có kết luận thanh tra. Các tỉnh phía Nam nâng cao cảnh giác, sẵn sàng tình huống xấu hơn. Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã báo cáo với Thủ tướng Chính phủ để có chỉ đạo tiếp theo với tinh thần sẵn sàng cho tình huống xấu hơn. Chiều ngày 16 tháng 7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, đã giao ban trực tuyến ngắn với các tỉnh khu vực phía Nam và một số địa phương lân cận Thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng chống dịch. Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 CTTTG, Chỉ thị 16 CTTTG, nhưng tình hình dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp và có nguy cơ lây lan ra các tỉnh khác. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các tỉnh phải nâng cao hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch hiện nay, chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống dịch lây lan rộng hơn. Ngoài việc thực hiện truy vết, xét nghiệm sàng lọc và làm sạch các ổ dịch, từng tỉnh phải có kế hoạch giữ vững những vùng, khu vực còn an toàn. Tất cả các tỉnh kêu gọi nhân dân hạn chế tối đa việc ra khỏi nhà, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết. Ban Chỉ đạo sẽ báo cáo cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để có chỉ đạo tiếp theo với tinh thần phải nâng cao cảnh giác hơn nữa với tình hình dịch bệnh hiện nay. Có nhiều khả năng diễn biến phức tạp hơn, sẵn sàng cho tình huống xấu hơn. Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo tinh thần 4 tại chỗ. Chính phủ quyết định giao cho Bộ Y tế mua sắm tập trung, sinh phẩm xét nghiệm, trang thiết bị, vật tư y tế để giúp các tỉnh chủ động hơn trong công tác phòng chống dịch bệnh. Tại cuộc họp giao ban, lãnh đạo các địa phương đã kiến nghị Trung ương tiếp tục hỗ trợ về sinh phẩm, trang thiết bị y tế, vật tư chống dịch cũng như là tháo gỡ các vướng mắc, đảm bảo lưu thông hàng hóa giữa các địa phương, không để ách tắc.